Giới thiệu về mình đi. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia cùng quý khán giả. Em xin giới thiệu tên họ đầy đủ là Nguyễn Trọng Nhân, đến từ vùng đất nắng gió kiên cường Tây Ninh quê em. Một ngày đẹp trời, bồi hồi nhận ra là mình bị ế, cho nên đăng ký. Bạn muốn hẹn hò, cậy nhờ ông Mai, bà mối trợ giúp nếu được thoát được ế. Cảm ơn vạn lần, em xin hết ạ. Hy vọng ngày hôm nay chuyến xe Tây Ninh chuyển bánh chở những niềm vui hớn hở đón em về. Dạ. Mời em gái giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Tường, chào anh Quyền Linh và chào quý vị khán giả. Em tên là Diễm My, em 24 tuổi, quê ở Cà Mau. Hiện tại em làm ở Sài Gòn. Em làm công việc gì? Dạ, em làm công nhân. Bây giờ ở quận mấy? Dạ, quận Bình Tân. Lên đây lâu chưa? Dạ, mới lên, tại mới ra trường rồi lên luôn. Em học y sĩ với dược sĩ ạ. Học y sĩ, dược sĩ, sao giờ đi làm công nhân? Đang kiếm một khoản vốn để mở tiệm. Em học dược trung hay là? Dạ, dược trung ạ. Vậy sao giờ mình không đi tìm những cái tiệm thuốc, mình vô làm cho người ta, sẵn mình lấy kinh nghiệm luôn mà mình đi làm công nhân? Tại em cũng có học y á, nên em cũng có kinh nghiệm bên y rồi, nên giờ kiếm tiền thôi. Trời ơi, tôi chưa thấy cô gái nào lạ vậy luôn. Học ra có bằng cấp đàng hoàng, giờ đi làm công nhân để kiếm tiền cái đã. Rất hay. Em cũng học y, nhưng mà em học bên xét nghiệm. Em đang công tác tại một phòng xét nghiệm của bệnh viện huyện. Xét nghiệm tức là vô lấy máu trước là xét á hả? Dạ đúng rồi. Người lấy máu của người khác nhiều nhất đây. Vậy là hai người cũng có một chút xíu gọi là phù hợp với nhau trong công việc, sau này cũng hỗ trợ được nhau ha. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ ưu điểm của em cởi mở, hòa đồng, mỗi cái thì em cũng biết chút chút nấu ăn đồ. Còn khuyết điểm của em là tánh tình của em nó hơi già so với lại bề ngoài của tánh em. Tánh tình thôi đúng không? Là sở thích của em thì nó là trồng hoa và nuôi cá. Dạ. Tính tình hơi già là chỗ đó. Dạ. Không vậy cho nó yên bình em ơi. Giờ dạ, anh thấy là trồng hoa nuôi cá nó yên bình được rồi. Dạ, bạn em nói em sắp về hưu rồi. Ưu điểm cái khuyết điểm của mình. Ưu điểm của em là chắc hơi vui tính. Nếu mà gặp người lạ thì ít nói, nhưng mà gặp người quen á thì khùng lắm. Dạ không sao đâu, em cũng khùng lắm ạ. Tình trường em sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Tình trường của em như tờ giấy trắng ạ. Không có một mối tình nào luôn. Dạ. Có cảm giác yêu thương gì chưa? Dạ có, thì cũng có quen, nhưng mà chưa tới cảm giác yêu thương thì đã không tiếp tục. Quen bao lâu? Quen khoảng bao lâu? Thì có bạn tìm hiểu, nhiều nhất thì chắc cũng được 3 tháng à. Có thích con trai không? Dạ không ạ. Chắc chắn là thích con gái đúng không? Dạ thích con gái mới đăng ký chị. Tình trường của em gái làm sao? Dạ em có 3 mối tình. Mối tình sâu đậm nhất, dài nhất sau này là bao lâu? 3 năm mà. Lý do sao 3 năm mà chia tay em? Công tác cũng xa rồi, lăng nhăng hiện được. Trời ơi, bao lâu rồi? Chắc 2 tháng. Cái gì mới chia tay có 2 tháng à hả? Rồi bây giờ quên bạn trai chưa? Tại bạn đó lăng nhăng rồi người này người kia. Em cũng biết lâu rồi, cũng tha thứ rồi. Cứ vậy hoài, chứng nào tật nấy phải không? Dạ. Chào em gái xinh đẹp. Chào anh ạ. Mới có 2 tháng thôi, có còn giữ kỷ niệm gì không? Dạ không, xóa sạch. Nhưng mà em đăng ký chương trình mà muốn hẹn hò bao lâu rồi? 3 năm mà. Cái gì? Làm sao? Bị rối vậy? Dạ tại lúc đó là em chưa có quen á, nên em đi học Cần Thơ á. Lúc đăng ký mà muốn hẹn hò là chưa quen cái anh đó? Dạ chưa quen. Rồi cái em đăng ký thì trong quá trình em cũng có tìm hiểu. Dạ. Rồi chia tay xong chương trình điện là em đi luôn. Trời đất ơi, coi như là trong thời gian chờ đợi chương trình gọi là em đã quen được một mối tình và chia tay luôn rồi đó. Là hên là chương trình gọi ngay lúc mới chia tay 2 tháng là lên luôn. Anh tưởng đâu nói chương trình báo em bỏ ông kia. Em muốn tìm một chàng trai như thế nào? Dạ người chững chạc, vui tính nhưng mà vui đúng chỗ, mà nhây đúng lúc nữa. Không hiền quá nhưng mà cũng hiền với em được rồi. Em cao 1m62, bạn nó phải cao 1m7 hoặc 75. Đừng có đô quá vừa được rồi. Không có đô lắm à. Trồng hoa nuôi cá thôi, không đô lắm được rồi. Bà chàng trai bên đây dễ thương lắm, đường tình trong trắng. Em sợ mấy người trong trắng. Cái gì? Sao em sợ? Dạ tại vì người ta trong trắng quá, người ta quen cái người ta chưa biết gì hết trơn. Dạ bạn nữ bên kia cần biết gì? Em cần biết gì ạ? Giống như là hẹn hò người ta cũng muốn mình chủ động nữa hay gì kia đó. Dạ. Em biết hẹn hò không? Hẹn hò em biết, chủ động được còn dạ. Gì nữa? Nhìn với em thích bạn trai ngực tự gì? Ngực bự là ưỡn sao? Ngực ưỡn ngực cái bự. Dạ ưỡn lên hả? Ưỡn cái bự không?
Cỡ anh Quỳnh Linh được không? Cỡ anh được không? Không cần, không cần đẹp mà miếng ngực bự đúng không? Dạ dạ. Chị em, tôi nghĩ yêu cầu này phải của đàn ông chứ ta. Ngực cực bự chị không, em dạ tại em thích gì đó. Thích. Dạ bụng đừng phệ quá. Không, bụng thon lắm. Dạ dạ. Bụng cũng cỡ anh được không? Hấp hấp cũng vô được ạ. Cũng vô được đúng không? Dạ. Nhưng mà có kinh nghiệm này nè. Dạ. Biết hung chưa? Dạ hung má được rồi. Hung má rồi. Đó, dạ, vậy là dạ, chưa có kinh nghiệm rồi. Dạ kinh nghiệm tới đó chắc được rồi chứ. Được không? Cái đó được không? Này chắc vậy đào tạo lại quá. À đào tạo lại được. Rồi anh đăng ký đi học luôn. Ok. Đào tạo lại là được. Trời đất ơi, bữa nay đàn trai lép dế rồi nha. Để tôi qua tôi coi, nhưng mà nếu được thì chừng nào em tiến tới hôn nhân được? Thì có 2 năm. 2 năm. 2 năm nữa mới đủ đủ tiền để mở tiệm. À, giờ người ta có tiền ta cho mở tiệm, đầu tư mở tiệm mà chịu không? Chị thì em rút ngắn lại một tí ạ. À, bên đây thì chừng nào tiến tới hôn nhân được? Tầm 1 năm rồi. À, mình có cùng nhau rồi hỗ trợ giúp đỡ rồi cho bạn gái sớm sớm mở cái tiệm bán thuốc tại nhà rồi sinh con đẻ cái lập nghiệp. Dạ, luôn cái đó thì được. Nhà em thì chị họ của em cũng có nhà thuốc tây ở nhà. Một mẫu người bạn gái như thế nào? 10 năm trước thì mỗi người bạn gái em có 10 chỉ tiêu. Mỗi một năm nó mất đi chỉ tiêu. Giờ hình như là cũng còn có 1-2 chỉ tiêu mà. Không cần đẹp, dễ thương là được rồi. Rồi. Ngoan, hiền với lại biết lễ phép là được rồi. Có đủ luôn. Cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Hay cằn nhằn, với lại tính ghen, không có chăm chút cho việc nhà. Mà nó nghe nè, sao để móng tay chi dài dữ vậy em? Dạ. Cái gì? Có nhiều những cái công tác trong công việc cần à. Ủa, làm nó nhanh gọn hơn là mình đi kiếm cái đồ. Cái đồ à, làm dạ, xét nghiệm mà lẻ móng tay nhiều là dơ lắm đó chị. Ờ đúng rồi đó. Dạ vô đó là đeo bao tay mà. Đâu có bao tay lủng bao tay sao? Dạ bao tay của em đúng size của em, không bao giờ lủng. Bao tay thì chỉ có bao tay mỏ nó mới dày thôi anh, còn bao tay thường nó đâu có dày. Đúng chưa? Chung ngành tao biết. Bao tay nào cũng đeo được hết, tại vì size lớn thì nó không bao giờ lủng được đâu ạ. À. Em thấy thường thường trai mà để móng tay là cái tính hơi nghi nghi. Trai mà để móng tay là hay vậy nè. Đứng lên đi kiểm tra coi. Dạ. Được chị. Có ngực bự không? Dạ. Rồi em đủ tự tin em nghĩ là em sẽ hung được không? Dạ, tự tin được. Tự thì tự bạn nói bên kia bạn có kêu là có đào tạo, huấn luyện đào tạo đó vậy. Em cũng đăng ký đi học rồi. À, được rồi. Dạ. Đứng đi. Thôi bây giờ vậy mình hỏi ý kiến người thân đi. Em đi với mẹ, chị gái với em trai ạ. À, dạ. Chào cô Cát Tường, chào chú Hoàng Linh. Linh. Chào quý khán giả. Tôi mẹ Diễm My. À, theo nhận xét của tôi thì tôi thấy cháu trai bên đây thì cũng vui tính, thì tôi cũng mong sao cháu với Diễm My được bấm nút để tới hôn nhân thì tôi rất vui. Cô Cà Mau mới lên luôn á hả? Dạ. Ở dưới làm gì, nghề gì cô? À, tôi mua bán gà vịt chú. Cô nghe con mình lên chương trình cô đến thăm thôi đúng không? Dạ. Rồi chiều cô về đúng không? Dạ. Chiều cô dẫn để tương lai về được không? Cái đó cũng chưa biết được vì không biết sao. À, để coi nó, để nó nhận xét rồi từ từ mới mình mới biết được chứ. Cô, bây có giờ yêu cũng... cầu gì nó không cô? Dạ yêu cũng... cầu gì nhắn nó luôn đi. chưa biết được chú. Nói vài câu với gọi là má vợ tương lai có thể đó em. À, dạ thì nhìn con, cô kìa, nhìn cô nói đi. Dạ con không có hứa là sẽ cho em tất cả những thứ mà em muốn, nhưng mà con hứa sẽ cho em tất cả những thứ mà con có. À cô chào chú. Dạ. Rồi bên đây nhà trai mình có ai nè? Em đi với lại hai người phụ nữ quan trọng là mẹ với lại em gái của em ạ. Xin chào và anh Hoàng Linh với lại chị Cát Tường ạ. Dạ. Chào quý vị khán chào giả cô. Trường quay Nhân thì ở nhà rất là hiền và biết quan tâm tới mọi người. Cái phần mà tới giờ này mà cháu chưa có bạn gái á, là cũng là do lo đi học quá. Học xong rồi ra trường kiếm việc làm. Việc làm xong rồi chờ ổn định thì mới nghĩ tới là riêng tư. Yeah. Thì nãy giờ cô thấy cháu cũng ngoan, cũng hiền, nói chuyện cũng vui vẻ. Dáng dấp đó thì cũng xinh. Nếu mà về được làm dâu nhà cô thì cũng không có gì là khó khăn đâu. Tại vì nhà cô là cán bộ viên chức không à. Ba mẹ và Nhân cũng đi làm hết. Chỉ còn em là đi học thôi. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Hôm nay đàn trai có một vài câu nói với đàn gái chút xíu đi. Có hai bà xui nè. Tây Ninh với Cà Mau gặp nhau.
tiến lại gần nói một vài câu với nhau đi, biết đâu sau này mình thông gia với nhau sao, đúng không? Dạ, tiến tới trước đi cô. Nó... chị nhận xét về thế nào hiện trai em ạ? À? Tôi thì nhận xét cháu thì thấy cũng nói chuyện dễ thương, kiêm tốn, lịch sự. Thì nhà mình thì ở Cà Mau, nhưng mà quê ngoại của Nhân á là chính thức là cũng ở miền Tây, Long An. Nếu như mà mình có duyên á, về làm xuôi với nhau. Đây cũng muốn là đi xa để tìm hiểu. Về chị cũng... có ngại là gả con ở xa không? Không, chị duyên nợ của nó tới đâu thì tôi cũng chấp nhận thôi. Biết đâu đúng không? Đó. Trời ơi, đúng rồi. Dễ thương quá à. Dễ thương quá. Biết đâu chúng ta sẽ là thông gia với nhau. Dạ, mà cũng là thông gia ta cũng có thể là những người bạn rất tốt với nhau. Và ngày hôm nay cũng là một cơ duyên để hai người phụ nữ chưa bao giờ biết nhau, ở rất xa nhau, đã gặp nhau trò chuyện như là chị em với nhau ha. Chúc mừng điều đó. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ kéo rào để cho hai bạn trẻ gặp nhau và trò chuyện. Anh có món quà gửi tặng em ha. Dạ, cảm ơn anh ạ. À, sở thích lúc rảnh rỗi của em là làm gì ạ? Em hay chạy xe đi hóng gió á. Mà bạn em chở mà tại em không có xe. Anh cũng thích đi hóng gió này, có về thì anh về anh chở em đi hóng gió được. Rồi em có nhận xét gì về anh không? Hơi hiền, tính tình chắc cũng kỹ. Nói chung là môi trường bệnh viện thì em cũng biết rồi, phải kỹ thôi. Anh thấy em thế nào? Hồi hộp, em rất là xinh. Anh thấy là thấy thích. Nhân, em thấy ngực anh thế nào? À, em thấy đáp ứng đủ tiêu chuẩn của em không? Dạ chắc cũng hơi nó chỉ hơi bự thôi chứ nó chưa bự. Người ưỡn ưỡn ngực ra nhá, trời ơi. Dạ anh ơi, cái này có thể cắt được không? À được, cái đúng này rồi. Thì mình cái này thì bỏ được bình thường. 2 năm nữa thì có sao quá không, anh tính 1 năm. Tại giờ nữa. Em đang kiếm vốn á. Kiếm vốn là đó, em kiếm một mình, còn nếu mà kiếm hai mình thì rút ngắn lại được không? Giờ kiếm chồng mà kiếm vốn. Dạ cả hai. Giờ nếu như mà bạn trai cho vốn thì có cưới sớm không? Có thì chắc sớm hơn một chút. Vốn mở tiền thu tay khoảng nhiêu? Dạ em chưa biết nữa. Ủa trời ơi, thì sao em tính chưa? Là 2 năm em đi làm 2 năm tại em. Dạ em nghĩ 2 năm là sẽ đủ. Vốn tiền thu tay theo em khoảng nhiêu em trai? Dạ tùy theo quy mô thôi anh, tùy theo quy mô mình bán ở tỉnh hay ở huyện hay ở xã thôi. Thì khoảng nhiêu? Nói chung là khoảng tầm 100 triệu đổ lại. Trời ơi. À, không tới đâu, thấy không tới em đâu. Nghĩ là hơn á anh. Anh thấy không tới đâu. Nếu tại mà kẹt vì, quá sách bịch ra ngồi bán cũng được. Ở nhà thì cũng có tiền thuốc tây, anh cũng hay chạy ra thì thấy cũng không đến nỗi phải nặng vốn vậy đâu. Anh cho mình gói đầu được mà. Bán thuốc tây mình gói đầu được. Ôi vậy đơn giản rồi. Dạ. Sao? Thì mình chỉ đầu tư cơ sở vật chất ban đầu thôi, còn thuốc thì mình gói đầu được. Em định về quê bán đúng không? Dạ, tại em cũng không thích sống ở thành phố. Dạ, vậy chắc cũng phù hợp với lại sở thích về hưu của anh. Hai người gặp nhau được đấy. Nhưng mà về Tây Ninh hay là về Cà Mau? Dạ, em có làm dâu được không? Nói dạ được á. Nói chung là mẹ anh cũng không có yêu cầu làm dâu đâu. Nhưng mà tại vì trai lớn trong nhà thì nhà cửa cũng có sẵn rồi. Thì được thì tốt nhất là vậy thôi. Dạ em nghĩ là tính của em sẽ hợp. Tại em cũng biết lo lắng cho nhà. Nhưng bây giờ chưa tới chuyện đám cưới là còn 2 năm nữa nè. Bây giờ hẹn hò đang ở xa thì từng hẹn gặp nhau được mấy lần để mà tìm hiểu mới rút nhanh mới cưới được chứ. Hàng tuần thì nếu mà không trực thì một tuần lễ em có thể xuống Sài Gòn được. Dạ, thì hẹn hò cũng dễ, không đến nỗi khó đâu hả? Dạ. Anh nghĩ là em phải xuống nhiều hơn đó. Em làm ca đúng không? Em làm theo ca. Dạ em làm ca 12 tiếng. Dạ. Cực à, làm cực lắm ạ. À. Dạ lúc trẻ thì gán hả? Anh biết nhậu mà. Giao tiếp thì chắc là được, anh rượu thì anh không uống được nhiều. Em thích người uống nhiều. Trời đất ơi. Cái này tập cũng được luôn nữa. Có thể là đi giao tiếp được nhưng mà tới chừng mực nào đó. Thì dạ. Đúng rồi, anh nói là anh uống giao tiếp được thì ai giao tiếp với anh bao nhiêu thì anh giao tiếp. Dạ vì anh giao tiếp thường mấy thùng mà. Trời ơi. Thì đối tượng giao tiếp với mình bao nhiêu thùng thì mình giao tiếp lại y hệt đó. Thôi không ẩu nha. Đối tượng uống chừng 3 thùng là anh chết, không có giao tiếp nữa đâu. Bạn gái uống được không? Em uống được không? Dạ dân miền Tây thì người nào cũng biết uống rượu hết à. Dạ đúng rồi. Em uống được mấy lít? Em uống được chứ 1000 ml quá. Cũng được, vậy có thể là nếu mà anh cũng hơi sơ sức qua bên rượu thì chắc em cứu anh được á. Anh có hút thuốc không ạ? Không. Đừng có nói em thích người hút thuốc nha.
Dạ không, mà tại vì em bị dị ứng thuốc. À, tốt. Nguyên nhà nãy giờ mới thấy bình thường lại rồi đó. Dạ, nguyên nhà của em là dị ứng với khói thuốc luôn, không có tiếp xúc được. Rồi thôi bây giờ trao đổi vậy cũng đủ rồi. Bây giờ bạn trai mình nói một gì đó tỏ tình, hay là mình hát một bài hát tỏ tình với bạn gái đi, rồi mình kết thúc cái cuộc nói chuyện này. Dạ, vậy thì em cũng xin hát tặng bạn với lại khán giả một bài ạ. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Làm như cái nghề của nó cũng giận như bài hát á. Đi vô mà thấy khám bệnh mấy người lấy máu cứ nắm tay vô thật chặt, nó chặt để nó nổi gân lên nó lấy đúng không em? Dạ đúng rồi. Bây giờ để tay vào đây, để tay vào đây. Hai bà thông gia hợp rồi đó. Gọi là tương lai cũng đã gặp nhau rồi, cũng rất là yêu thương nhau, hung nhau rồi. Giờ mình chờ hai nhỏ nó hung thôi. Đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Ủa em có bấm mà. À. Rồi. Nắm tay nhau thật chặt, nắm tay nhau thật lâu. Dạ. Dạ tại vì kỹ năng cũng non yếu thì con cũng xin phép cô. Dạ. Thôi ơi, nhẹ nhàng lắm. Bạn trai cô gái đưa cái má nhẹ quá, trời ơi, nhẹ nhàng thế lắm. Dễ thương gì đâu. Rất là hạnh phúc ha.